Một thanh sắt không rõ từ đâu lao rất mạnh vào chiếc xe máy đang đổ trước hiên nhà rồi xé toang cửa kính và xuyên ngang ngay trước mặt người đàn ông đang ngồi bên trong. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại khiến ai nấy thót tim. Đoạn clip cho thấy, đầu tiên, thanh sắt lao rất mạnh vào chiếc xe máy đang đổ ngay hiên nhà rồi xé toang cửa kính và xuyên ngang ngay trước mặt người đàn ông đang ngồi bên trong. Tình huống bất ngờ khiến người này giật mình rồi nằm xuống để tránh. May mắn, người đàn ông trong clip đã thoát nạn trong gang tấc. Tại hiện trường, xe máy hư hỏng nặng, cửa kính vỡ nát vụn. Hiện vẫn chưa rõ thanh sắt từ đâu lao vào nhà dân.